đồng ý nó gì đó. Xong rồi làm việc nhiều, xem máy tính nhiều, cái mắt nó bị càng ngày nó càng bị sụp xuống, xong rồi mất luôn cái máy nó luôn. Cái cả nó cũng không có được đẹp lắm. Mọi người thì hay trêu là mắt như này đừng chỉ này nọ. Lo hồi hồi tốt và không ngủ được. Mình bác sĩ thì tư vấn kỹ lắm, rất là tâm, tại vì biết là mình rất là lo cho nên là bác sĩ cũng trấn an liên tục, rồi cũng nói anh ơi giờ lỡ làm hư cho em thì sao. Bác sĩ cũng nói cũng bảo cam đoan, nhưng mà cũng người anh em sẽ bảo hành cái gì cho mình chọn đời chị nhé. Giờ chúng ta hãy chờ đợi thành quả của chị Hàn sau một khoảng thời gian nữa để chiêm ngưỡng kết quả nhé. Ngồi đây mà chia sẻ thoải mái như vậy là mọi người quá hay lắm đúng không? Rất là hài lòng. À, ban nãy trong lúc các chị thì có gặp mấy chị khác, chị em cũng gặp nhau trong lúc là đi làm đẹp này. Các chị cũng đấy, các chị giống chị đấy. Đúng rồi, thế gặp chị khác cũ, chị nói ô em thì trông quen quen mà chị không nhớ. Thế tí nữa nói chuyện ra rồi mới bảo là các bạn cắt mí không nhận ra, em trẻ thêm vài tuổi em cắt xong chị không nhận ra. Hôm nay cắt mí về xong mình mở điện thoại lên không nhận diện được khuôn mặt. Lạ quá, không nhận diện. Thẩm mỹ viện Nagami, thẩm mỹ an toàn, nhan sắc tỏa sáng.